Diễn viên nhí, chú ơi đừng lấy mẹ con nhập viện vì khóc nhiều, suy nhược khi đọc các tin nhắn chửi rủa. Sau một ngày một đêm khóc mất ngủ và bỏ ăn. Chưa vừa qua, diễn viên nhí phim Chú ơi đừng lấy mẹ con Hữu Khang đã bị sốt và phải nhập viện truyền nước. Vừa qua 26 tháng 9, trong lúc mượn điện thoại của bố chơi game, vô tình bé Hữu Khang, diễn viên nhí đóng vai nhện con trai an nguy trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, đọc được tin nhắn của một vài khán giả quá khích, chê, chửi rủa mình. Theo chia sẻ của anh Quyền Huỳnh, bố của Hữu Khang, trước đó đã có rất nhiều người nhắn tin phản cảm cho bé. Họ ác cảm với bộ phim từ sau scandal Quyền Minh Tuấn và An Nguy. Một số người đã nhắn tin hỏi Hữu Khang có biết chuyện bố Tuấn và mẹ An không. Sau khi bố của Hữu Khang thay con trả lời, chuyện bố Tuấn, mẹ An là chuyện người lớn con không biết, thì ngay lập tức họ đã nói Hữu Khang đến giờ này. Em còn nghĩ đó là ba mẹ hả? Em đúng là cái thứ không ra gì. Vì những lời lẽ này, Hữu Khang đã khóc và cả đêm không ngủ được. Cả ngày vừa qua cũng bỏ ăn và nghỉ học ở nhà, tới trưa thì bé sốt và phải vào viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé bị suy nhược cơ thể và sốc tâm lý. Hữu Khang đang được bác sĩ thăm khám. Hiện bé Hữu Khang vẫn đang được truyền nước tại bệnh viện gần nhà. Sau khi biết tin, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ rất lo lắng. Anh còn đòi vào thăm bé Hữu Khang, phía nhà sản xuất cũng đang tới viện thăm bé. Chia sẻ với phóng viên, nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết Hữu Khang là cậu bé rất ngoan, diễn giỏi, nhưng quan trọng nhất là không ai có quyền đối xử với một đứa trẻ như vậy, nó không làm gì nên tội cả.